Nhìn mặt nữ cô thấy ống đường đen, phúc khí kém. Bổ quả cam thì thấy tình cảm vợ chồng lận đận không thuận lợi với nhau đúng không? Công việc cũng không có phát triển tốt. Dạ. Đúng nhận sai cãi cô. Dạ đúng rồi cô. Công việc thì không được sếp tin tưởng giao cho những dự án quan trọng mặc dù năng lực có. Thời trẻ thì son sắt được nhiều người yêu quý, mà qua 36 tuổi trở đi ai gặp cũng ngại giao tiếp. Đúng nhận sai cãi cô. Dạ cũng đúng luôn cô. Rồi thêm một cái nữa là Lộc nữa bây giờ chưa có sướng được đâu. Bây giờ Lộc đang canh cánh lo lắng lắm, muốn kiếm chỗ giải hạn. Đúng nhận sai cãi cô. Dạ, dạ đúng rồi cô. Rồi bây giờ cô cho một cái địa điểm tới nha, giải hạn. Giải tam tai thái tế, thái cam thái mít hết cho cô. Đúng nhận không có được cãi cô. Dạ. Rồi, tới đi. Ừ, đúng nhận không cãi cô. Dạ. Đây mà ta. Alo. Dạ 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 cô ơi, cô cho con hỏi là con đến đúng địa chỉ mà cô cho, mà sao không phải là đền đài hay là chùa chiền gì hết cô? Đúng rồi, cách giúp con giải dọn hạn á chỉ có tân trang nhan sắc tại Linh Anh nhờ công nghệ cái collagen thôi. Con cứ vô đó thử đi. Dạ. Sai qua đây cãi cô dạ, nha. Dạ, dạ. Nhận ra ai không? Cô Đồng. Đồng gì Đồng, đây chị em làm tư vấn ở bên thẩm mỹ Linh Anh nè. Trời ơi, hàng chi thấy mặc đồ này xuất hiện ở đây bất ngờ quá trời. Có hiểu chuyện gì đang xảy ra không chị? Không. Không biết đúng không? À. Bạn chị là nhờ em đóng giả cô Đồng đi để mà chị có tự tin hơn trong làm đẹp đó. Chứ đâu phải khi không kêu chị đi làm đẹp dễ gì chị đi, em nghe đồn dữ lắm mà nha. Đúng rồi. Rồi. Mà sao nữa? Cái này là coi như cái chiêu này là coi như là hữu hiệu đi với chị luôn á. Ừ. Nhưng mà đúng nhận sai cãi không? Trời ơi, không giao cãi luôn á. Trời từ ơi. Khi mà nghe lời cô Đồng giả nè, đến với thẩm mỹ Linh Anh là coi như sau liệu trình là bây giờ nhìn kỹ đi. Trời ơi, trộm vía, trộm vía nha, trộm vía nha. Da nó căng bóng ha, mấy cái vết nám á, biến mất luôn. Mặt mày nó sáng sủa, coi như là cái phong thủy nó cũng tốt lên. Hình dạ. như là mình trẻ ra hơn, trẻ nhiều. Ra dạ, rồi, mình, rồi mình tươi trẻ ra, mình da mặt mình đẹp hơn thì những cái vận may nó cũng tới. Dạ. Ôi cảm ơn đúng nhận nhiều. Sai không cãi luôn, không dám cãi tiếng nào. Dạ cảm ơn chị rất là nhiều nha. Đó chị em mình thấy chưa, muốn giải vận hạn á là không có cần đi đâu xa hết trơn á, cứ tới thẩm mỹ quốc tế Linh Anh mình sẽ nhận ngay combo phúc tướng đẹp thuận lợi, nở rộ tình duyên, hôn nhân viên mãn nhờ nhan sắc thăng hạng trọn vẹn đó nha. Đừng có quên là đang có ưu đãi giảm giá đến 65%, cũng như là chị em mình đến làm đẹp sẽ nhận được quà. Nhanh tay chớp ngay cơ hội đi nha.